ơi, trong bài hát này bạn thích nhất là câu nào? Hai pha về con mình thích nhất là ba mẹ và quê. Tại sao vậy Vi? Để nhớ chủ đề về những câu này, quê hương là gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy thấy quê hương là gì hả mẹ? Ai đi xa nhớ nhiều. À, vậy quê hương chính là ba mẹ mình đó. Đúng rồi, quê hương là cờ tre nhỏ, mẹ để nắng lá như tre, đặt hoa đỏ của mọi, và trong giấc ngủ đêm hè. Quê hương là vàng hoa bí, là hồng tím dòng bầu tơi, là đỏ đồi mở rộng, màu hoa sen trắng tinh khôi. Hay quá con đẹp, quê hương là những sắc màu đẹp nhất. Và cùng những gì tinh khôi nhất. Sau đây mời quý vị thưởng thức về các bài hát. Tinh khôi nhất và thuộc về thơ đất lá kem. Lớp 1 qua bài Bé Chúc Tết. Các bạn ơi, các bạn thường làm gì vào ngày Tết vậy?
quỳ xuống.